tiền đạo U22 Việt Nam dính chấn thương sau trận đấu tập. Tình hình của Mạnh Dũng tiếp tục được theo dõi, nhưng bộ phận y tế của đội tuyển phỏng đoán có khả năng anh sẽ phải nghỉ khá lâu. Trong trận đấu tập, huấn luyện viên Park Hang-seo chia trận đấu làm 3 hiệp, mỗi hiệp 20 phút, chia quân làm hai đội mặc áo đỏ trắng. Đội đỏ có trợ lý Lee Yong-jin xếp quân, đội trắng do trợ lý Kim Han-jun xếp xếp trận đấu kết thúc với tỷ số 2-1 nghiêng về đội trắng nhờ hai pha lập công của Mai Xuân Quyết, Nam Định và Nhâm Mạnh Dũng. Bàn gỡ của đội đỏ do công của Huỳnh Tiến Đạt, câu lạc bộ Phố Hiến. Sau trận này, các tuyển thủ U22 Việt Nam sẽ trở về câu lạc bộ chủ quản chuẩn bị cho các trận đấu ở vòng 17 giải hạng nhất quốc gia và vòng 20 V-League 2019. Ngày 12 tháng 8, cả đội tái hợp và chuẩn bị cho trận giao hữu gặp Kishii SC, Hồng Kông, ngày 14 tháng 8.